Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 39. Vì nhớ là trong Phật pháp nó có rất nhiều phương tiện để giúp người. Có những người họ làm điều sai, chúng ta thấy tội nghiệp họ, thì đó cũng là bồi dưỡng cái tâm từ bi cho mình. Và có những người làm điều sai, chúng ta phải càng gầy la họ, trách hờn họ. Nhưng cái quan trọng là tâm chúng ta đừng nên hận thù họ. Đây cũng là một phương pháp để giúp họ. Thí dụ như chúng ta đã gây dựng được một cái tâm không hận thù người khác, thì có những cái hờn trách họ lại còn giúp họ hơn là chúng ta dễ tha thứ cho họ. Vì nhớ là trong cái cõi nhân sinh này, nếu như họ làm điều sai, họ chửi mắng mình, mà mình lúc nào cũng tội nghiệp họ và tha thứ cho họ, thì có nhiều người trong cuộc đời này họ lại càng phát triển thêm những việc đó. Nên trong Phật pháp nó đa dạng phương tiện. Chỉ cần làm sao chúng ta duy trì giữ được cái tâm của mình không hận thù người khác, không có tâm ám hại họ. Dù họ nói mình, họ chửi mình chỉ là nhắc nhở, gây dựng. Họ không được thì người chuẩn bị làm theo họ sẽ được cảnh tỉnh. Chỉ cần quý vị có tâm như vậy thôi thì nó hình thành được cái tâm từ bi của quý vị. Giống như Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài nói một câu rằng: đoạn ác tu thiện là lời dạy của ba đời chư Phật. Nhưng con người ta thờ hiện đại này thì phần nhiều là đoạn thiện làm ác. Nên cái cách hóa độ con người trong cái thời cuộc này, nó có rất nhiều cách để áp dụng phù hợp vào căn tính con người trong thời cuộc này. Vì nhớ, và có những con người họ cũng rất là khéo, rất là khôn. Thí dụ như một người làm họ bực mình khó chịu, họ sẽ không nói rõ ràng ra, nhưng họ luôn luôn mang tâm khoan dung tha thứ. Nhưng trong nội tâm của họ lại suy nghĩ những cái thủ đoạn để trừ khử người này. Đây là ác tâm. Còn có những con người họ nói những lời quý vị thấy họ bậm trợn ghê lắm, nhưng họ lại không hận thù, họ không bao giờ có tâm ám hại, thì đây vẫn là tâm từ bi. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng: tu tại tâm, mình xem lại cái tâm của mình để mình tu. Chỉ cần quý vị có tâm ám hại, ghét, hận thù, đố kỵ là quý vị ác tâm. Cái tâm đó của quý vị nó cũng có, nhưng mà nó vừa chớm nở dội tàn, chớm nở dội tàn, thì đó gọi là cái câu không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nó có cái chớm nở tâm ích kỷ nhỏ mọn, sân si, tức tối, nhưng nó nở lên và nó mất. Vì chúng ta niệm Phật, nó vừa nở những cái tâm ác lên thì nó dập tắt liền, vì chúng ta là người niệm Phật. Nên vì sao chúng ta thường ngày niệm Phật? Vì thường ngày niệm Phật để quân tập, để những cái ác vừa khởi lên dập tắt liền. Đây là cái cực kỳ quan trọng, rất quan trọng. Nên chúng ta sống trong cái thời cuộc, tâm tính con người
càng ngày càng ác nhiều. Thì quý vị cứ nghĩ, nếu như chúng ta không có những cái bậm trợn thì con người thời cuộc này có khi chịu không nổi với mình. Giống như nhà Đức đi vô trong bếp nấu ăn cũng có bài pháp học tập. Lúc trước nhà bếp làm việc cực lực làm dữ lắm, trao đảo làm việc thiệt là làm nhiều. Tới đời nhà Đức sắp lại gọn băng vậy đó, làm ít việc lắm. Thì có những người làm quen nhiều việc, họ bây giờ làm ít quá chịu cũng không nổi, họ cũng buồn, họ phải tập lại quý vị. Thấy không? Nên con người tu hành là trong hoàn cảnh nào chúng ta áp dụng được hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được tốt. Người tu hành phải như vậy, người tu hành phải có cái tâm khả năng như vậy đó, thì rất đặc biệt. Nếu như người tu hành mà nói là đối duyên đối cảnh áp dụng trong cuộc sống mà làm được là tại mình thất bại. Thì vì nhớ trong cái cuộc sống này, người ta sống được, người ta ở được là mình sống được, mình ở được. Vì mỗi một con người đều có trái tim, lục phủ ngũ tạng của con người đều y rang với nhau. Người ta sống được là mình sống được. Ở đâu, ở dưới đây nè, có một cái suối nước nóng. Nhìn Đức nghe nói chứ chưa đến lần nào. Nghe nói trong cái suối nước nóng đó có những loài cây cũng vẫn mọc từ trong đó ra. Vì coi đa phần cây người ta tưới nước mát, nhưng mà có những cái cây nó lại sống trong nước nóng đó. Trong nước nóng nó sống ra, cái nhân duyên nó từ đó sống ra thì nó phải phát huy được khả năng đó. Nên con người sống trong cuộc đời này, bất cứ chỗ nào mình cũng áp dụng sống được hết. Không chỉ người học Phật của mình, khả năng của người học Phật càng cao hơn quý vị. Nếu nói rằng là nơi đó tôi sống được, người này quá dở. Thí dụ như giờ chùa này ở được, thầy ông sắp cho mình qua chùa này, mình sống không được, mình quá dở, cực kỳ dở luôn. Nếu như mình sinh ra một đứa con như vậy cảm thấy mình lo, vì khả năng sống của nó cực kỳ kém. Nên có những người làm cha làm mẹ thương hại con, làm cho con không có năng lực sống. Nên người bên cạnh như Đức, đa phần như Đức đều rèn cái gì? Phải tập sống trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta càng ngày càng trưởng thành để cho thầy sắp xếp cho mình, thầy sẽ biết điều chỉnh làm sao cho mình được thành công. Đặc biệt thầy không hại mình, chắc chắn luôn. Gây dựng cho mình có thời gian được ở trong ngôi tam bảo nhiều hơn, lâu hơn, để hình thành cái tâm tu đạo cho chính mình. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng có tâm đố kỵ hơn thua, đấu đá, ai cũng có tâm ác. Nhưng mà mình tu tập từ từ làm sao mà cái tâm ác của người mình vừa chớm lên là câu ai với là Phật đến liền, tức khắc quá giải. Quá giải chứ không phải diệt. Nhớ kỹ câu quá giải chứ không phải diệt. Có nhiều người có những ý nghĩ này cực kỳ sai lầm. Họ nghĩ rằng bây giờ cảnh giới của ma quỷ này cái này kia, họ nghĩ là họ dùng câu chú, câu Phật, lời kinh, tiếng kệ để họ áp đặt và chấn áp những thành phần đó. Sai, hoàn toàn sai. Kinh giáo của Phật và niệm Phật không bao giờ có cái gì mà mình đi chấn áp, không có, mà là quá giải. Không phải chấn áp mà là quá giải. Nên chúng ta duy trì cái chuyện tụng kinh niệm Phật, dì chú hay là tâm thiện của mình. Còn cái việc những cái cảnh giới đến khảo đảo mình, chúng ta không dùng cái này để đè phục, mà là chúng ta duy trì được câu Phật hiệu hoặc là tụng kinh của chính mình, tự mình duy trì để gầy dựng. Thì bên kia thấy cái mồi không được, tự họ đến và tự họ đi. Đây là một cách quá giải nghiệp cực kỳ hay. Còn nhiều người là dùng kinh chú, dùng lời dạy của Phật mà đi chấn áp những cảnh giới đó, sai. Đó là đấu đá, không phải đúng. Đấu đá là không đúng. Nên có nhiều người khi nghe những Đức giảng, họ nói ban đầu nghe những Đức họ chịu không nổi. Có những người họ nói họ nghe những Đức họ thấy nhức đầu, tiếng nói những Đức nặng, nhức đầu. Nhưng mà lạ thay, họ nghe từ từ, khi họ nghe vô rồi, giống như là cái cách giảng như Đức nó nặng căng hơn nhiều người khác. Họ đã nghe được rồi, họ nghe người khác nghe không được. Có nghĩa là
nghe những đức rồi thì nghe người khác nghe giống nghe không vô. Tại những đức nói nó quá mạnh quá, nó thật chắc đi vào cuộc sống luôn, để áp dụng trong cuộc sống luôn, nên tự nhiên họ áp dụng được, họ làm được. Có những người họ không hiểu, nói thầy giảng quá đơn giản. Đúng là đơn giản vì dễ tiếp nhận. Quý vị biết rằng cái giảng mà dễ hiểu là nguyên lý gì quý vị biết không? Giảng là gì? Giảng là lý giải. Mà là người lý giải mà vì hiểu được là cái điều họ giảng dạy họ hiểu. Họ hiểu họ mới giải ra được cho quý vị hiểu. Còn họ không hiểu thì họ có lý giải quý vị cũng sẽ không hiểu. Nên có những người giảng quý vị sẽ không hiểu. Vì sao? Vì họ giảng theo cái văn tự, họ không nhìn ra con người. Còn những đức giảng là nhìn ra con người để nói ra cho quý vị hiểu. Tại sao những đức giảng là dễ hiểu? Là vì những đức làm trong việc đó, những đức tu trong vị trí đó, những đức lại quan âm với quý vị, những đức ăn cơm chung với quý vị, những đức nấu đồ ăn cho quý vị ăn, những đức lo cho chúc, những đức gần người buồn, gần người vui, gần người gần chết, những đức kinh quan tài, những đức làm rất nhiều thứ. Nên những đức lấy những cái làm đó, những đức áp dụng để nói ra, lý giải cho quý vị nghe. Đó là cái hiểu để nói ra, nên quý vị dễ hiểu. Còn có những người giảng quý vị không hiểu, là vì họ nói những cái mà quý vị không làm được, mà chính bản thân họ chỉ giảng dạy chứ không làm, thì họ nói ra quý vị cũng không làm được luôn. Nhớ kỹ chỗ này, cái này cực kỳ quan trọng quý vị à. Khi mình nhận thức được rồi quý vị sẽ áp dụng rất tuyệt vời. Nên một câu Phật hiệu này giúp cho chúng ta khai tâm mở trí. Câu Phật hiệu này quý vị chăng thật niệm, quý vị sẽ giúp cho quý vị khai tâm mở trí. Nên những thứ nói rằng là mình sống trong hoàn cảnh duyên phước thì bản thân mình phải đủ duyên phước để ở. Mà con người tăng duyên tăng phước, duyên phước nó chỉ như lật bàn tay vậy thôi. Hết duyên có duyên, hết duyên có duyên, hết phước có phước, hết phước có phước. Chỉ cần mình dùng cái câu tùy duyên, có duyên thì cố gắng nỗ lực mà làm, không có duyên thì tùy duyên, thì bản thân quý vị nhất định có duyên và có phước, và chính tâm quý vị rất tự tại. Chỉ cần có một cái tâm phan duyên và mong làm sao cho nhanh là có vấn đề xảy ra liền. Bất cứ một cái gì quy luật cái cuộc sống này là gì đó, nhanh là không được. Khi nhanh là phan duyên. Làm gì mà làm muốn làm nhanh thì sẽ hư việc. Cái nhà mà muốn cắt nhanh thì tác dụng phụ là nhà hư. Vậy thôi. Nó phải theo cái quy tắc rất rõ ràng. Giống như một cái cây nó nhanh có trái thì nó mau tàn. Một cái cây nó lâu có trái thì lâu tàn. Nhớ kỹ quý vị. Lâu có trái thì lâu tàn, mau có trái thì mau tàn. Con người khi còn nhỏ họ rất mau lớn, thì đến tuổi đó họ phải dừng lại. Con người lúc còn nhỏ họ chậm lớn, nhưng nó có thời gian lớn lâu. Thời gian họ lớn, thời gian tuổi lớn rồi mà vẫn còn lớn. Còn có những người còn nhỏ họ rất mau lớn, tuổi còn nhỏ họ đã đứng lại. Vì họ lớn hoài ai chịu nổi, đúng không? Nên nó có quy luật sống, nếu bị nhận thức được thì chúng ta tu hành đều luôn luôn tùy duyên. Nên tổ sư có một câu nói rất hay: tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Quý vị, tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Nhớ kỹ điều này. Hiểu được nguyên lý này rồi quý vị sẽ sống luôn luôn có tâm tùy duyên. Mà tùy duyên nó an lạc tự tại lắm. Những gì người ta làm được thì mình chưa đủ duyên thì mình ủng hộ. Những gì mình đủ duyên mình làm được thì mình nỗ lực mình làm. Chưa đến duyên mình thì mình tùy duyên, đừng hờn trách. Nên như Đức thường nói với các anh em trong chùa, nhân duyên người đó đến sau mà đi trước, thì người ta đã tu nhân duyên đã dày, nên ta đến trước mình. Mình đến sau mà mình chưa làm được điều đó thì chúng ta nghĩ mình chưa đủ duyên, thì mình cố gắng hỗ trợ người đã đủ duyên. Mình chỉ cần có tâm vậy là nó không bao giờ hơn thua đấu đá. Sự thành công của họ là thành công của mình, vì mình muốn làm việc đó thành công. Họ đã làm việc đó thành công thì mình cứ ủng hộ họ để làm việc đó thành công. Vì chỉ cần có tâm đó thôi thì quá tuyệt vời, quá hay luôn. Tu hành phải có tâm như vậy quý vị. Đừng nên có tâm hơn thua đấu đá nha. Tranh giành để làm chứ vậy. Người ta làm được thì ủng hộ thôi. Nhưng mình đã làm gì, việc mình làm là muốn như vậy để thành công,
giúp cho người, thì thấy người ta làm được gì, mừng, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là được rồi. Nên quý vị thường niệm Phật để nhắc nhở chính mình, tin sâu nhân quả, tín nguyện vì danh để cầu sanh cực lạc. Nhớ người tu hành chỉ cần tin sâu nhân quả thì quý vị sẽ ít bao giờ bị phiền não lắm, không có tác dụng phụ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.